muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cỡ như anh Hoàng Mập hay nhạc sĩ Minh Khang cũng được. Dạ, tròn tròn, dễ thương, nụ cười tỏa nắng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào Kỳ Cát Tường. Chào bạn. Tên là Huỳnh Minh Trúc, hiện năm nay 28 tuổi, đang là giảng viên tiếng Anh ở trường đại học FPT. Rồi, mình đợi bạn nam của mình ra nha. Mời chàng trai. Các bạn mời ngồi. Dạ, em tên là Đỗ Hoàng Nam, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, quê quán Tây Ninh. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và người bạn kế bên. Dạ, chào anh Nam. Nam làm nghề gì? Em làm bên công ty thang máy. Thang máy? Dạ. Cụ thể là gì? Em là ngày trước sửa chữa, sau này lên lên bán mới. Bán thang máy? Dạ. Sửa chữa thang máy, cái gì cũng biết hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Có làm người máy được không? Dạ không. Lý do tại sao mà mình đến đây để tìm người bạn đời cho mình? Kiếm người tử tế với chung là hiểu mình. Ủa chứ ngoài đời không có người tử tế hả? Có, nhưng mà nhiều khi có nhiều người nó không hiểu gì hoàn cảnh mình á. Mấy mối tình rồi? Dạ hai. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ 4 năm. Mối tình ít nhất là bao lâu? Dạ 3 năm. Trời ơi, mối tình nào cũng dài. Dài quá gì đâu, có mối tình nào ít đâu. Dạ nói chung là em là nếu mà đã xác định quen á, tính chuyện lâu dài chứ không phải là quen giống như quen cho có. Bây giờ nên... nếu mà quen thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hợp tình hợp lý rồi hiểu thông cảm cho em thì trong vòng 1 năm chị. Anh Nam ơi, sao gọi là thông cảm anh Nam? Tại nhiều khi hoàn cảnh mình á, mình lo lắng cho gia đình với em út á, thì người đối phương không có thông cảm cho mình. Do mình là anh hai nên mình phải có trách nhiệm. Trúc thì sao? Chị thấy Trúc làm giáo viên dạy ngoại ngữ. Dạ. Thì cái môi trường cũng gặp gỡ rất là nhiều. Thì tại sao bạn lại đến với chương trình? Cái giờ giấc đi làm của em ngộ lắm chị. Ngộ là sao? Đâu nói cái ngộ người ta đi làm á, thì em đi chơi. Còn người ta đi chơi thì em đi làm. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em không có gì đặc biệt hết. Cỡ như anh Hoàng Mập hay nhạc sĩ Minh Khang cũng được. Đúng đầu con mập mập vậy hả? Dạ tròn tròn dễ thương, nụ cười tỏa nắng. Thích mập cỡ Hoàng Mập gì cũng được nữa hả? Dạ cũng được. Lần đầu tiên tôi mới nghe có người thích Hoàng Mập á. Em có những cái ưu điểm gì, những cái điểm mạnh gì? Nếu mà nói em giỏi cái gì thì em chỉ giỏi tiếng Anh thôi. Còn năng khiếu này kia thì em mỗi thứ em biết tí 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 tí. Ví dụ là cái tí là tí gì? Em nhảy được tí, hát được tí, làm thủ công được chút xíu. Cái gì cũng có một chút. Yêu cũng có một tí hả? Dạ cái đó còn tùy là bạn kia có nhiều tí hơn em không. Bây giờ bạn hát thử một tí nghe thử coi. Một tràng pháo tay đi các bạn. Một tí thôi, một tí thôi. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Hay không Nam? Dạ hay. Hiểu không? Anh Quyền Linh hiểu không? Không, em cũng không hiểu. Hai anh em mình không hiểu hết luôn. Cái điệu nhạc hay không? Điểm mạnh hay không? Dạ. Sở trường gì không bạn Nam? Sở trường hả? Sửa thang máy. Sửa điện. Ôi ngoài cái đó ra cái đó nghề nghiệp rồi. Biết hát hò gì không? Chắc ca bài chân tình chị. Rồi. Đó, bài này dễ làm hiểu. Làm luôn. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh, nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Trời ơi nhìn anh chi. Bữa nào rủ đi hai người đi hát karaoke được á, anh với em hát cùng lúc được á. Thế bây giờ em mong muốn là chương trình sẽ giới thiệu cho em một người bạn trai như thế nào? Một người chu đáo, có chia sẻ được với em. Có đòi hỏi về cái hoàn cảnh gia đình của bạn trai như thế nào? Em vẫn thích một người biết quan tâm và có chí cầu tiến. Nhưng mà nếu là người ta quan tâm với gia đình nhiều quá mà ít quan tâm với em, có chịu được không? Cái này hơi khó nha. Thì ảnh cũng phải chia sẻ với em chứ, không lẽ giờ ảnh quan tâm bên kia rồi ảnh để em mình vậy, em buồn lắm, em nghĩ em chơi đâu. Nghe chưa? Nghe rõ chứ, mà không có kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Nói chứ quan tâm gia đình thì cũng phải quan tâm những người đi bên cạnh mình nữa. Cho hỏi bạn Nam là bạn có chuẩn bị gì cho đám cưới mình chưa? Hồi trước quen thì cũng tính cưới thì cũng có số tài sản. Nói chung là mình sắm vàng. Sắm vàng rồi.
khá bồn rồi ha. Như dạ, vàng những ngày anh tương đối thôi. Thôi mà nói cụ thể chi. Yêu cầu một người bạn gái như thế nào? Biết chia sẻ thông cảm với em thường được anh. Em không cần đẹp. Sao gọi là bình thường vậy anh? Nhịn ơi nhịn được em. Ngại lắm, em to con, em cũng không đẹp nữa. Vậy hả? Anh cũng to con. Bạn không thích điểm nào ở người bạn trai của mình? Em không thích ai sờ xòa quá. Mình phải cũng chăm chút một chút xíu. Mình chút chảy chút chút xíu đúng dạ, không? Dạ, chảy chút. Ý em là vậy, còn dạ. Không thích là có sao để vậy giống em như cao, anh. Em cao, cô bên này cô cao lắm luôn á nha. Em cao nhiêu vậy? Dạ, cũng hơn 1m69 tí. Sao vậy chị? Cao quá khó lấy chồng lắm. Đàn ông giờ lùng lùng không à. Ôi, trẻ giờ nó cao lắm đó chị. Dạ. Để chị coi anh này có mập có cao gì không nha. Tự nhiên đưa cái chuẩn hoàng mập cái tôi chới với. Hello chị. Giống hoàng mập nè. Phải không vậy? Đứng chữ hoàng mập thành số 10. Bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. Phải không? Nó thách không? Thôi đứng lên thử coi. Đúng rồi, 82 đó. 82 hả? Đi làm rể chịu không? Ở rể chịu không? Nếu mà bên ba mẹ, bên vợ á, thoải mái với em, thí dụ em muốn thí dụ nhớ nhà hoặc tại nhà có trọng chuyện gì á, lúc nào em về thì em về chứ phải thưa phải báo trước mấy gì? Ngày rồi à. Trời ơi, đi ở rễ bộ đi ở tù sao mà cái gì mà phải báo. Em sợ như vậy bậy bạ, quan điểm sai lầm quá, ở rễ bây giờ báo. Sướng muốn chết luôn á. Đâu phải báo đâu có sao đâu, thì về nó mẹ không ý, nhiều khi báo đột xuất á là không được, dù khi dưới kia gọi điện mẹ kêu về gặt lúa gì đó, đây đi ra là sợ mấy giờ không cho, ý là vậy phải không? Dạ được hết á, bây giờ cái chuyện người ta văn minh rồi, hiểu không? Mình thương vợ thương má vợ là được rồi, có hiếu vậy là tốt. Đồng ý tôi việc anh này, có hiếu vậy là tốt em ơi. Dạ, thấy không? Dạ. Ba mẹ ai cũng là ba. Dạ, mẹ đúng thôi rồi. Hôm nay em đi đến đây có đi với ai không? Dạ đi với bốn người đồng nghiệp. Rồi chào các bạn, bạn thấy cô bên kia có hợp với anh bên đây không? Thì em thấy là cô bé bên đây rất là dễ thương. Nam thì dịu dàng. Nam thì tính cũng dịu thôi, rất là chu đáo. Thì Nam ơi chị nghĩ hai đứa hợp. Dạ. Thôi được rồi, để anh Quang xem cô này thế nào nha. Cao mét mấy? Dạ em chào. Chào cô giáo. Coi dạ. Như là cũng mét 7 luôn rồi đó. Mét 7 nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Em không có thời gian hết trơn á, quen vậy sao được. Em cũng có thời gian chứ, em muốn là em có à. Được rồi. Hôm nay em đi Trúc đi, có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ em. Có mẹ? Dạ. Dạ chào cô. Xin chào Quyền Linh, xin dạ. Chào Cát Tường. Dạ cô, cô thấy dạ, bạn chào, Nam bển sao cô? Dạ con chào. Chào má đi. Chào má. Bạn Nam bên đây thì thấy có vẻ chân thật. Nhưng mà nó không được cái chuẩn bự mập giống như là con gái cô muốn rồi, cô thấy sao? Cái chuẩn đó là mơ thì nó không có xác thực đâu Cát Tường. Dạ. Thì thực tế thì nó sẽ khác, mà tôi thấy đây là một đúng là một mẫu người của gia đình. Đó mẹ nói vậy là tôi cần một người con rể chân thật có hiếu. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi mẹ bật đèn xanh rồi đó. Coi như thấy ổn hết rồi đó. Nói đi, nói sao quá yên tâm đi. Bác hãy tin tưởng ở con. Con là ba mẹ con là con thương, giống sau này nếu mà có cơ hội làm con của bác thì tình thương con dành cho gia đình vợ giống như gia đình con thôi. Nếu mà hai đứa mà tiến xa hơn nữa thì bác cũng mong là những gì mà bác nghĩ về cháu nó không phải là thực tế ảo. Dạ. Cảm ơn bác. Rồi kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai người gặp và làm luôn đi. Đưa quà luôn liền. Hả? Đưa quà liền luôn anh. Thì tụi em muốn đưa nào đưa. Không đưa nó lấy lại á. Dạ cho anh. Anh có món quà tặng nè. Dạ em cảm ơn. Anh có gì muốn hỏi em không? Mới gặp bỡ ngỡ quá. Dạ. Nhìn ngoài thì ok rồi. Có má ngồi đó nha. Nói chuyện cẩn thận nha. Vậy chứ anh nghĩ sao nếu như mà người phụ nữ đi làm, anh sẽ chia sẻ công việc nhà với người phụ nữ? Anh thì từ nhỏ anh cũng đã tự lập rồi. Dạ. Lúc 8 tuổi anh đã tự nấu cơm rồi. Bếp núc hay là đồ ăn đồ uống, việc nhà thì anh tự làm hết. Đó không sao. Thì ô vợ nấu cơm thì anh ở đây ăn xong mình rửa chén hoặc là phụ gì đó đi chợ. Dạ dạ. Chuyện đó bình thường. Giờ bây giờ anh tại con độc thân. Tới dạ. Lúc mà anh lấy em thì em của anh cũng đã ra trường rồi. Trong phần lương á, mình sẽ trích cho hai bên gia đình, ba mẹ một phần. Anh đương nhiên rồi, em hiểu mà. Thì đó, dạ. Em thấy anh giống anh Hoàng Mập kìa.
Có gì bồi bổ thêm cũng được anh. Mà nhìn bề ngoài vậy đủ chuẩn em chưa? Anh này nói chuẩn nghe mơ lắm, em thấy ổn. Được dạ. Mấy điểm? Chắc cũng cỡ 8-9. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Con phóng khoáng vậy. Em có hay kiểm soát giống như điện thoại hay là bóp phí đâu không? Vậy anh có ghen không? Có. Anh ghen nhiêu? Tin nhau thì được. Em có kiểm tra mấy vụ đó? Anh có kiểm tra không? Không, anh thì thoải mái. Vậy em cũng không kiểm tra. Vậy chứ công việc của em cũng hơi bận như vậy. Vậy thì tính thời gian rảnh làm sao giờ anh? Anh thì là anh cũng bận nữa. Dạ. Anh làm về hành chánh xong anh cũng vẫn đi trực thêm buổi tối từ 5 giờ tới 9 giờ. Không lẽ giờ mình hẹn qua mạng hả anh? Chủ nhật anh rảnh. Dạ, chủ nhật anh rảnh nguyên ngày luôn. Đúng rồi, một tháng anh chỉ trực một ngày chủ nhật thôi. Còn chủ nhật em làm tới hết ngày luôn á. Không sao, thì buổi tối mình ra ngoài mình tìm hiểu thêm. Nhưng bây giờ để hai đứa con gái em có thích không? Rồi có đòi người ta đẻ thêm trai không? Có nhiều ông á là đó, vợ đẻ hai đứa gái cứ bắt phải đẻ đứa trai, đẻ cái chút, không có đứa trai cũng phải đẻ. Không đẻ thì giận hờn. Có tính vậy không? Đẻ nhiều quá mệt vợ chứ anh. Hao mòn hết. Hao mòn gì? Hao mòn thể xác. Mất sức. Thôi được rồi. Nói chung là bạn này rất là tình cổm. Dạ. Nghĩ rất là chín chắn. Dạ. Tất cả về quan điểm tình yêu gia đình rồi ha. Bây giờ rồi, suy nghĩ thật tay kỹ. Bấm để chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ xem chúng ta có muốn hẹn hò với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bây giờ nắm tay cảm nhận về nhau làm sao? Nắm tay cho con. Từ từ. Không nắm cái con. Tay đi cô giáo ơi. Trời ơi, rung dữ vậy. Dễ thương quá. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai người sẽ có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mà hôm nay có bác ngồi đây cũng chứng kiến ha. Mong rằng sang năm mới mình làm sớm sớm chút xíu để sanh con đẻ cháu hay có cháu nội. Xứng đôi quá rồi bác ha, mình làm luôn bác nha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn. Rồi nắm tay gửi dự xem phim đi. Đi chỗ này nè, hết biết đường đi rồi hả? Anh đã có mấy mối tình rồi? Cũng nhiều mối tình anh. Khoảng nhiêu? Đầu hơn chục cả. Hơn chục mối tình rồi. Dạ. Anh biết đầu biết yêu từ mấy tuổi? Dạ biết yêu từ lúc lớp 9 anh. Dễ thương quá. Cặp này xứng đôi quá trời luôn, cao ráo. Hôm nay cũng ngày hên đó. Có bác đi coi chắc bác làm chứng hay chắc làm nhanh hơn hả bác hả? Chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Rồi mời bạn trai. Dạ chào anh Quyền Linh và dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Tâm, làm kỹ sư cơ khí. Quê ở đâu? Dạ quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Và mời bạn nữ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và khán giả ở đây ạ. Rồi em tự giới thiệu cho mình. Em tên là Linh Vi, năm nay em 31 tuổi. Em làm bên quản lý dự án cho công ty về tiếp thị truyền thông ạ. Vậy 31 tuổi mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì khoảng 2 mối tình ạ. Còn không có chính thức? Dạ không, em nói chính thức đó. Là vậy thôi, chỉ có 2 gì mà chính thức nữa. Mình có những cái điểm mạnh nào? Em có thể giao tiếp được với mọi người rất là tốt. Có một cái nữa đó là em rất là tâm lý và dễ chia sẻ với mọi người. Dù như ai mà buồn hay cái gì á, em có thể biết được người đó như thế nào. Hay vậy đó. Dạ, nói chung là tán chuyện giỏi. À, đặc biệt là những cái đồng nghiệp hoặc là những người em của em. Vậy còn cái điểm yếu của mình? Đó là em rất là nóng tính. Trời ơi, nhìn về mà nóng tính hả? Đôi khi nếu mà mình không giải quyết được vấn đề đó thì mình hay giống như hơi ra lệnh chút. Có người để mình ra lệnh là được rồi. Anh ơi, bây giờ để gái nóng tính quá sao? Cũng lo lo chút xíu anh. Hồi đó giờ có gặp mối tình nào nóng tính không? Chưa anh. Anh đã có mấy mối tình rồi? Nếu mà giờ 36 tuổi rồi mà nói ít quá thì cũng không ai tin. Đúng rồi. Cũng nhiều mối tình anh. Khoảng nhiêu? Đầu hơn chục cái. Hơn chục mối tình rồi. Dạ. Kinh nghiệm quá là nhiều rồi hả? Dạ. Anh biết đầu biết yêu từ mấy tuổi? Dạ biết yêu từ lúc lớp 9 anh. Nhưng mà lúc đó không biết tỏ tình. Mối tình gần nhất đây là năm nào? Năm 2012 anh. Lý do tại sao chia tay mà có rút kinh nghiệm được không? Lý do chia tay là cuối cùng thì
nói về người phụ nữ mà họ mèo mỡ quá thì thời buổi giờ cũng có, chứ không phải là riêng với người đàn ông không. Mèo mỡ là sao? Bồ bịch nhiều đó. Đúng rồi, chính xác anh. Chỉ vì lý do đó mà chia tay. Nhưng mà như vậy là có nói thật với nhau, chia sẻ thật với nhau không, hay là mình chỉ nghi ngờ thôi? Không có nghi ngờ anh. Em thì cái tính của em kiểm soát rất là cao. Vô tình thì đọc được tin nhắn, rồi cuộc gọi điện thoại. Khi mà hai người cứ đi chơi thứ bảy chủ nhật thì có điện thoại của người con trai gọi. Thì mới đầu thì nói là bạn bè thôi, sau thì nói là bạn làm ăn, xong rồi sau này giờ em bắt gặp được rồi. Nhưng mà đổi qua tên của một người khác. Nhưng mà cuối cùng là có một người một thôi phải không? Dạ, có một người một thôi. Thì lúc đó là em mệt mỏi quá rồi em chia tay. Thôi bây giờ thẳng luôn, nói luôn, yêu cầu mình gì mình nói cho bạn kia nghe coi được không được thôi. Thì hồi nãy em có thấy cái ưu điểm của bạn gái đó là biết chia sẻ và lắng nghe. Cái đó cũng là cái yêu cầu đầu tiên. Cái thứ hai là bạn gái đó hiền và nó nói nhất dáng gì da. Thì bạn gái nó cũng nhìn chút xíu là được, chừng 1m88 trở lên được. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Em cao 1m53. 1m53 hả? À, mất hết 5 phân được không? Người ta mang dài lên, phụ nữ mà dài thiếu gì được không? Sao? Ông này cũng kén lắm nè, 36 tuổi rồi mà còn kén chọn dữ vô. Mà mẫu người bạn trai của em cần là người như thế nào? Thứ nhất là ốm với cao. Ốm với cao? Dạ, cao cỡ 1m7 như bạn bên kia là được. Còn về tính tình thì giao tiếp tốt với mọi người, nói chung là vui vẻ, thoải mái, đừng có lầm lì, ít nói quá. Bây giờ nếu mà được thì em nghĩ bao nhiêu lâu thì mình sẽ kết hôn? Em nghĩ chắc cũng phải ít nhất 1 năm. Tại em có đạo nên là cũng có vấn đề phải đi học này kia nữa, chứ không phải là nói muốn cưới là cái này chỗ này mới quan trọng nè. Anh có đạo không? Dạ có anh, cái đó cũng là một cái đang đi tìm mình. Vậy là khỏe rồi đó. Dạ. Mình có những ưu điểm gì? Hiền, thông minh, không hút thuốc, không rượu chè gì hết anh. Khuyết điểm cũng hơi nóng tính xíu. Bên kia cũng nóng tính, bên này cũng nóng tính. Dạ. Nếu như bên kia nóng quá, em có nhường không? Cơm sôi mà bớt lửa thì không đời nào khê. Hai người nóng hết là mệt đó nha. Dạ đúng rồi. Anh có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi. Ví dụ? Nhà thì ở nhà thành phố, tiền đám cưới thì cũng đã chuẩn bị rồi. Nhà của anh hả? Dạ, nhà của em luôn chị. Ủa anh đang ở với ai? Nhà đó ở với ai? Dạ, ở với mẹ. Là bây giờ lấy vợ về là ở chung với mẹ luôn, làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy mình có chịu làm dâu không? Dạ, không thành vấn đề. Không thành vấn đề? Dạ. Làm nội trợ giỏi không? Em biết làm, nhưng mà mấy năm gần đây em đi làm, má em làm không à? Vậy hả? Dạ. Thôi để tôi thế mặt người thân tôi qua tôi coi. Có yêu cầu gì không, thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa không? Đừng có hói là được. Đừng có hói là được. Có hói không? Không anh. Nhiều người ghét hói quá là sao ta? Anh ơi, anh ơi. Dạ chào chị Tường. Anh là cao nãy cao nó 1m70. 1m7. 1m7 trở lên được rồi, khỏe rồi. Không thích điểm nào ở người phụ nữ không? Hay cầm ràm. Phụ nữ nào mà không cầm ràm? Cầm ràm nhiều khi đi làm về mệt cũng cầm ràm. Đầu. Có cái sở trường gì không? Thích ca hát. Nghe đi. Em xin hát một bài. Rồi. Mình xin gửi đến quý vị mọi người bài hát Lời Yêu Thương. Anh muốn được cùng em về cùng biển vắng. Mình sẽ sống như ngày hè nhung nắng. Dưới anh dừa lào lơi, sẽ nói yêu em mãi. Nói như lời yêu sắp từ lâu nấp trong lòng hoài. Cô có chí anh nào? Dạ. Về nhà nữa bữa nào mà vợ giận hơn người yêu giận á, đứng hát rồi bảo đảm ba hết giận à. Thôi được rồi. Dạ. Được phong độ duyệt. Rồi đi. Đồng ý. Đẹp trai, được tướng tá lịch sự phong độ ăn mặc lịch sự. Mắc mớ gì ta hói kệ người ta sao ghét. Em không thích hói hả? Không, đó giờ chưa quen ai hói á. Nhưng mà hói là cái gì mà không thích là sao? Tại nó không đẹp thôi. Cái người kia em yêu thiệt là yêu, thương thiệt là thương luôn, nhưng bị ta hói rồi em bỏ qua hết. Bỏ qua là bỏ qua cái hói hay là bỏ qua là không thương nữa? Bỏ qua cái hói, không quan trọng vấn đề. Đúng rồi, hói đầu tiên luôn mình thấy hói sao thương, hay là chuyện nào mà thương rồi là từ từ nó rụng hói thì mới bỏ qua. Còn mới đầu tiên vô đã ngỏ mười mình không thích thì thấy hói là mình đã không thương rồi. Tôi thích không thích người nào ngồi đây mà nói chuyện mà mới chút xíu mà tráo trở là tôi không thích rồi. Mới nó không thích hói vậy. Thường là giờ cỡ hói cỡ nào chị cũng vô chứ á. Bậy. À bây giờ thì nghĩ là chắc là cho hai bạn gặp mặt nhau được rồi Linh này. Diễn dán tóc lên có hói không nha? Cũng hói mới rồi đó. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Và tìm hiểu nhau, 2 phút bắt đầu. Chào em. Chị kiếm gì? Nhìn tôi, nhìn tôi. Ủa? Thấy có mang món quà mà để quên với kia. Có quà mà để quên nhà nữa. Không, để quên ngoài kia, ngoài đâu mà bãi gửi xe hay gì. Những lúc rảnh rỗi anh thích làm cái gì? Những lúc rảnh rỗi thì xem tivi hoặc là đi chơi với bạn bè. Anh có thích đi du lịch không? Rất là thích em.
cũng đang rất muốn đi biển. Em cũng thích biển. À, nếu đường mình về em đi biển hay em? Cho anh hỏi là cái quan niệm tình yêu, hôn nhân và gia đình của em như thế nào? Em mong muốn là em yêu là đi đến một cái kết gì đó nó hạnh phúc, chứ không phải là chống ế này kia. Em quan trọng đó là cái người mà em yêu á cũng phải chung tình, phải quan tâm chia sẻ. Đối với cái người đó đó, có bất cứ một cái gì thì cũng phải chia sẻ lại với em. À, anh cũng có quan niệm vậy đó, nhưng mà mấy bạn trẻ giờ thì không hiểu điều đó, nên là cứ nghĩ anh là gọi là cổ hủ. Nên là nhiều lúc gặp mấy bạn trẻ bây giờ thì cũng không phù hợp với mình. Dạ. Em có ấn tượng khi gì về khi mà gặp anh không em? Nói chung là anh mặc áo sơ mi này kia là em thích. Cảm ơn. Áo thun cũng thích hả? Em thích thôi anh, chứ không phải là không thích. À dạ. Dạ. Nhớ đừng mua áo thun nha, mấy người mặc áo thun thấy ghét lắm á. Em thì không có cao, không có trắng như là anh mong muốn. Cao thì mình có thể mang giày, trắng thì giờ mỹ phẩm nhiều em, nên dùng mỹ phẩm từ từ cải thiện cũng được, không sao. Em cảm nhận về người ngồi trước mặt em như thế nào? Bạn gái này thì cũng đứng đắn, nghiêm túc, chắc có lẽ là phù hợp với mình, có thể là tính chuyện lâu dài được. Chúng ta hết thời gian. Nào, mời bạn để tay vào nút bấm. Tập phải xứng đôi chứ ta. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò. Chúng ta đang đối mặt với hàng triệu khán giả xem truyền hình. Một quyết định đưa ra phải suy nghĩ cho chín chắn. Bấm hay không bấm? 3 2 1 Hết thời gian. Em có nhấn, em có nhấn vô mà. Em có nhấn không? Em có nhấn 2 lần luôn. Không, em làm bằng chứng cũ có nhấn 2 lần luôn nè. Bây giờ nếu không cho thì sao? Em có tiếc không? Chắc có tiếc. Có tiếc. Mình nắm tay nhau cái đi, truyền cho nhau cảm xúc. Con đưa phụ nữ nắm tay. Nắm tay điện qua, nắm tay người ta chứ đưa vậy là vậy sao? Giống như bộp chọc á chị, từ từ. Ai gọi ý vậy là giống như là tự nguyện phải không? Đúng rồi, người ta có tự nguyện người ta đến với mình hay không? Đưa nhẹ nhàng, cứ đưa nhẹ nhàng. Mà cảm giác thấy sao? Rung. Ai rung? Mình rung. Cổ có rung không? Không biết nữa, cái đó... Hôn cái đi. Hôn cái thì đúng rồi. Hôn cái hết rung. Nắm tay là rung mà hôn cái hết rung. Hôn cái thì mất rồi đi. Không được không em? Không. Không. Lại phải đó. Sao hồi nãy giờ đưa vậy, bây giờ hỏi. Hôn cái cho bớt rung đi. Hôn cái cho vui vui xíu coi. Bạn gái nó nhéo em, không cho hôn anh. Ai nhéo? Bạn gái nó. Nhéo đâu? Nhéo nào? Trời ơi, con nào bấm nút tay con ta nè. Khải nó hôn lại đi, hôn lại đi. Không phải hôn cô bên kia kìa. Không dám à. Rồi đó. Hả? Dữ. Dữ quá. Giờ hôn không? Cho hôn em. À, lỡ lượt hả? Thơm không? Thơm. Qua mới gọi đầu xà bằng bột đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc các bạn sẽ có không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu về nhau. Nào. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình 20 giờ đó cô. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những cơn mộng hiện về giữa đêm, anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em chào anh Linh, em chào chị Vân. À em. Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây... Đến đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh
chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy. Năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ trong nhà. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà như giặt giũ, chén bát nhà cửa lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà giờ bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè. Vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Trời, dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Như vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi, con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ á cô. À vậy hả, sớm nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ, chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên thì hồi cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa đó, bây giờ Đức yêu vẫn xa. Ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. Chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, 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 dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập dạ. đâu. Sao nữa nè? Dạ. Con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc ngang ngang á. Là yên tâm, quân đội là mấy cái đó khó. Dạ, rồi gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó. Vô dạ. tâm mà lừa dối tứ độ tường nữa thôi mà. Dạ. Bó tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ đổ tường không? Sao mà tứ đổ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Không? Không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này không. Chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức nè, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ vừa vừa người. Có luôn.
quan tâm cho người xung quanh đúng xung quanh. Không có luôn rồi có về, phải về làm dâu không? Dạ tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội nữa. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn rồi, thân. Cưng. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng. Thì cái vẻ, cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Duy rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là duyên thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với Dượng của em. À Dượng. Đồng nghiệp cơ quan mà. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ dạ dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em. Mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, em xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình lấy nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên. Quà đi nữa nè. Trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà đối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Mua quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. À, và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình. Đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì đây là nó là hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Đó nha. Thì lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó, sự chân thành. Mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vượt với nhau đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ. Dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong cái gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh.
Dạ. Thôi. Không vậy trời ơi. Còn bài hát muốn dành tặng cho em. Ây dạ. Ngày hôm nay. Dạ dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiếng về cô ấy đứng hát cho em nghe. Nắm tay hát được. Đúng rồi, đó thoải mái lên. Mình nhìn cô ấy. Lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao lưu. Xin được hát tặng em bài Hình Bóng Của Mây. Nữ đứng lên luôn. Đó, dạ. Cho bạn có khí phách coi. Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không. Hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại, nhưng lạc đầu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bỗng chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại giờ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, quá dữ luôn. Dạ, quá dữ. Anh hát hay quá. Rồi, dạ. Đáp lại liền em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hòm một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Họ thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Họ chứ mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Hay. Trời ơi. Dạ. Họ cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nào. Trời tay Linh nhau. Ơi. Linh Vân nghe hai tiếng cạch cạch mình nó Vân thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đang hòa là quyện với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Vén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Bên má mẹ đó. Má nào cũng được. Nhẹ nhàng lên má. Để tự trẻ nó làm đi Vân. Nó đang rối nên mình phải chỉ. Không, ở má. Ở má mọi người ơi. Ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hung em hoặc là cha hung con vậy đó. Còn đây là ở má. Rất là cưng, nhẹ quá nhàng cưng. Thưa quý vị. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể tới đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Đây là quà kỷ niệm của hai đứa. Và chương trình xin chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video call cho nhau thông qua ứng dụng Mucha. Thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Nha. Rồi hãy nắm tay nhau thật chặt, đưa nhau đi đến những nơi nào mà các bạn thích. Nào. Dạ. Đưa về Tây Ninh luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm nút chọn nhau hay không. Xin mời.
cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình, tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là về người ta khó quá, người ta nói là hơi nhỏ con. Em quen ai người ta cũng cứ chờ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em cũng chờ tính đến là bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Khoan. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức là quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên, mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hà, nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà Khoan Khoan. Khoan Khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên này 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như vậy. Ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn muốn vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu. Ở đằng sau người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói là nhất vợ nhì dời á. Khó. Cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính, nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà em. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi, chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình, tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá. Mình khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương 2 người, ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả 2 người luôn, đó là lý do chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Dạ. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn con gan đó đúng không? Dạ. Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai người ta cũng cứ chờ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em không biết chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người cái ta đó, không đúng có không? không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình, hay là người ta không mà quen mình. Bao lâu mà mới chia tay mấy tháng hả em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài, mà chờ hoài không được thì rồi em gái. Dạ em quen 2 người thì người nào cũng kêu em chờ hết á. Rồi 2 tháng tới giờ em lên đi tìm người yêu luôn? Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Qua ai luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tội nghiệp em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết á. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà 2 mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta
Mình muốn lập gia đình cho nó ấy. Tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình... Giờ thật sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất, đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở. Đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, của em chỉ có một mối tình. Một với mối tình. Người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ em hai, bây giờ hiện tại là hai cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình thôi, với hai con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có hai con chưa? Có con ngại không? Có con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé nó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có ba rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông Tơ bà Nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Ừ. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sư tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu và đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình lắm, nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui, báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào dì. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn, rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha. Thầy cháu Khoan bên đây. Tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Vì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại. Chị có ý như vậy thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn gì? Hay quá, gì nói hay quá. Quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Yeah. Lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa sinh thời. Yeah. Em không làm trợ lý cho.
Anh từ từ thẳng từ từ với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Anh mong muốn em đón nhận. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Đó là cái gì trong cái hộp đó? Còn cái đồng hồ ạ. Mở mở ra đeo. Đây cái này rồi. Đó. 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 Tay trái hay tay phải? Một cặp đó. Luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá đẹp, trời đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Giờ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ, một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là trái tim đó là cái tình cảm chân thành của em. Thì dù là chưa biết như thế nào, nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất mà mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương, đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà, anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Tại vì không, người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ thì nó không ngại. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là... Cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn, sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà? Hứa đi nói Hà lớn lên cho mọi anh người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em vậy đó, hứa đi cho Hà tin đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng, là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con em là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất, đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay. Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, tại vì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Em cảm nhận như vậy đó, với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi lần. Em hỏi chị Dân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy, tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi lần đó hồi nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết
trong gia đình cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay, rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cũng bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi, đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên. Đứng yên, ôm sao tự ôm sao đâu dưới mông vậy? Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Rồi vậy là ok là rồi. Thích được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn đó, bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Yeah. Hai chiếc cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn trước mắt thì lần đầu tiên thì được gặp em thì xin phép gì cho con tìm được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Đây, ôm chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt hôn, vô hôn. Hôn này, hôn má nè. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại chưa? Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà hôn lại. Khoan. Hay ngại không? Có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em không. Đợi nó nào hai ra. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Kim buồn từ xa. Ta người đồng bằng biên tô non sông. Từ nay ra chi anh hào. Đây là chiếc vé xem phim Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn để có thể xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Chương trình cũng chúc các bạn nha, hai người đã tìm ra được một tri kỷ tiềm năng của mình để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên bằng ứng dụng Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Anh rất sẽ lên Đại quý Khoan. Nắm tay đồng chí Hà lên đàn. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Chương trình Bóng với Hẹn Hò luôn luôn tổ chức những trình đặc biệt thế này để chúng ta làm mai làm mối với những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Các cô gái, các chàng trai chúng ta có thể đăng ký tham gia nếu như chúng ta muốn một nửa yêu thương của mình là những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị nhé. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Không, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.